con có cá cơm luôn nè. Nè nè, con cá cơm luôn mấy. Còn làm gì nói không? Ăn cái thôi á. Bánh me nè em. Bánh tép. Mọi người ăn mặn dạ rồi lên coi vô vô rồi. Bánh tép silver. Chị có ai ngại đâu. Chị qua la bạc. Là hót chưa? Hót dữ chưa? Hót cái bụng lên tới cổ. Đợi đi, cây người đẹp đây. Nha. Quá nè. Luôn, cây nhà lá vườn luôn, ra nguyên một cái vườn và một chiếc xuồng luôn. Mọi người anh em mình ăn rau sạch đó mọi người. Hai chị em mình ăn có một cái chén á. Không có thôi được rồi, là nãy giờ ăn rồi rồi đó. Đợi nó đang đợi qua con cá tư tượng nó ra. Tượng tượng chiên 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 giòn hả Long Hưng hay vậy? Chiên xù. Rồi chiên xù. Chiên xù. Cái bánh tráng nó có cần Long Hưng gì nữa. Khỏi gì cũng hết. Cái con của mình đó. Dạ để em đi cái em chiên thẻ cho. Biết chấm này nè. Biết rồi. Em. Mấy cái gì bắt nó xuống. Đưa chị gà qua đây chị chiên. Gà ơi. Gà ăn sao lưng gà. Cái chừng lật đó con. Nhìn sao lưng gà. Nha ơi, đây là chủ nhà nha. Nha đẹp quá. Rồi đi cho bỏ ra. Trời ơi. Trời ơi, trời cái mắt áo ấy luôn. Bị chó đi chứ. Không đưa cái tiền của càng khẩu giúp cái trời. Vô. Vô nè. Vô. Ôi nè, khui nè. Vô đi một hồi mình có xung mình hát. Rồi, hôm nay em tết đi cả nhà. Tùy một xin. 1, 2, 3, vô. 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 Coi bên ban đầu bếp mà có bánh tráng, cuốn bánh tráng đi. Cuốn bánh tráng như cái nãy hả? Anh quay, anh quay con cá bự kìa. Anh rồi. Quay từng món luôn. Mình nướng cá nói chuyện với mọi người. Em muốn ăn cá quá. Ai đó cho em. Rồi ai nói cảm nhận gì đi. Phát biểu bên nhà chứ quay đổi nón đi vòng vòng hoài vậy. Phát biểu gì nha trời. Biểu nãy rồi. Bây giờ gặp mặt là uống đi bé ơi. Nhiều người coi lắm nghe, nói cho hay coi. Dạ. Miệng ngon ngoan ngoan nói chuyện đi thôi chứ đẹp nha gái mà nói chuyện gì không nói chuyện vô què đi vô đây vô con cơm đi em bên này có vợ anh nó không được cơ anh nghe ơi sườn nãy đâu hết trơn rồi ê bỏ đi nãy giờ em buông rồi đây nè nãy em gan hết ăn hết rồi vô bụng nó dữ à
Kêu em vô đây nè con. Vô nhà. Dạ trời. Trời, quay chị nướng cơm, tôi nghiệp chị nướng cơm quá. Em vô nhà giùm con. Tướng quay nướng cơm đẹp quá. Đi bên. Rồi lên coi. Chắc miền Tây nè nha. Lên đi Di coi. Trời ơi, chắc miền Tây luôn rồi, nướng cơm quá đẹp luôn. Miền Tây. Chị nướng thì chị có đói không vậy chị? Ăn mấy con rồi đó. Đói ơi, vậy đâu có đói đúng không? Ăn rồi lấy gì đâu mà đói. Chấm này nè. Ăn ngon ngon cái này được chấm này ăn dính thùng nha. Lại đi chồng em cuốn cho anh luôn. Là mà. Mẹ trời ơi, kiếp mẹ. Cái chiếc dép của ba hả? Ba dép ba. Đây coi là mẹ nè. Lát lên tối mà. Qua đây cô gái miền Tây đậm chất miền Tây luôn, quay lại đây. Chào cả nhà các ơi. Chào cả nhà ơi, chủ nhà gì không? Nhà chào cả nhà các ơi. Hai chào cả nhà. Nè nè. Nhà quá trời đậm chất miền Tây luôn, áo bà ba nấu lá luôn. Trời ơi thiệt chứ. Có đại chị Huỳnh đúng quay phim mọi người. Ăn tép tép miệng. Ăn tép mà có đại chị Huỳnh quay phim trực tiếp nha. Tép tép miệng. Má buồn ngủ quá. Thay ruộng vườn bát ngát, trái nắng hè trái gác trà da. Đêm về muỗi quả khúc ca, trăng thành gió mát ngà. Trăng thành gió mát là mình nhậu thôi. Thôi không có vui chị ơi. Anh nói em nghe. Bắt em nói là em của anh Bùi Đức Thanh á. Trời ơi người đúng vậy chị. Anh lên rước về chứ nó bắt anh. Rước về. Chào cả nhà các ơi. Hello. Trời ơi tôm này bự ghê luôn á. Nè anh. Nè mời cả nhà. Rồi mời 16 kg. Giá tết thì bắt rồi thôi. Đón thì chưa biết rồi. Mấy nha. Tết. Hai trăm mấy nghìn. 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 Hai trăm mấy. Rồi xuống nó nói cho nước 50 ngàn, cũng mới trả 50 ngàn nó trả giá. Bốn chỗ mà. Ừ, bốn chỗ mà. Bây giờ bà sẽ được ăn món để chở rồi em thấy chấm rồi. Cá tai tượng, chiên xù, gói bánh tráng. Đó, cầm con cuốn nè. Đây mắm mè. Chấm vô quấy, quấy vô cho nó chín mè. Không. Cắn rồi cá chiên xù đâu? Ngon không? Ngon dữ chưa? Dạ. Giật mặt. Nước mắt quá. Giật bạc bạc nè. Mà để tao đi diễn nghề sao? Rớt lòng nước à. Rồi. Ăn tiện tiện nào hết luôn chứ không bỏ nha. Rồi giới thiệu cho anh em biết công nhân công ty gì đi, nói luôn đi. Ăn không à. Ừ. Đó, người đó về miền Tây trải nghiệm. Ừ. Ừ, đúng không? Ăn một mộng mà nó được luôn. Uống thêm bia coi, uống bia coi, xuống rồi. Rồi uống thêm. Trời ơi, thêm bia nữa, bia gì? Uống không? Bia gì? Bia. Đây còn lấy cơ. 230 ngàn một thùng. Bị giảm giá rồi. Em chỉ mua nhiêu hả? 206 à. Mẹ vậy hố rồi, 260 ngàn thùng nha mọi người. Chín rồi, uống được. Pikachu đã xem. À, em là nhân viên phiên dịch của công ty Bosin. Đây là phần thi của em đó hết. Nấu rồi một câu tiếng Hoa nghe coi dịch tiếng gì. Ủa?
người tiếng Anh mà. À vậy hả? Vậy nói câu tiếng Anh nghe. Tiếng Anh là kêu dân miền Tây mình ăn luôn. Hello, happy new year. Happy new year. Quá là rồi. Sang hát bài nghe Sang. Trời ơi, ca sĩ đây xin giới thiệu, đây là ca sĩ. Có tuổi chưa có tên. Có tuổi chưa có tên. Lý Sang Sang hát bài. Lý Sang Sang sẽ trình bạn hút Lý Sang Song. Rồi Lý Sang Sang cái Sang ăn hoài vậy Lý Sang Sang. Anh bắt cây rễ đi ngóng trong à, cái rễ cái rễ. Cái rễ. Cái rễ của Minh Trang cũng chạy dò rồi. Rồi hát tiếp tiếp tiếp. Qua ba mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Chưa. Anh nhớ hồi đó em nhỏ. Có chút xíu à. Mà sao giờ đây? Em tươi quá trời vậy ta. Trời ơi nó ngon. Ở trên lưng trâu da nâu trên bạch đê. Nhưng em mình sống, nhưng mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó qua đã có anh rồi. Tiếp. Tiếp đó gì vậy? Con kia ở trên lầu cao. Bắt con tôm trên lầu cao. Tiếp đi bắt lại coi. Thôi, thấy rồi đó thôi. Không sung. Không có nhạc nó sung. Anh hát được nè. Thành nó quá. Quá. Thôi đừng quay em nhận. Đây lẩu gà đây. Sang còn nem không Sang? Chị miếng nem không Sang? Quay nồi lẩu gà miền Tây nha cả nhà. Đó, đẹp quá. Rồi thêm nồi lẩu vô có nói gì không chị Như? Bông gì đó chị Như? Bông bí gì đó. Đây là cái nồi lẩu của đậm chất miền Tây nha cả nhà. Đó. Có người đang thêm rau vô cả nhà. Rồi thử miếng coi ngon không chị Như? Rồi được rồi chị. Ok cắt rồi. Đẹp lắm. Không đó. Đẹp rồi. Không xì hơi rồi. Rồi nguyên con cá còn xương không hả? Cá còn xương. Rồi 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 đây nè, đây. Lý thì sang sang ăn hết nửa con cá luôn. Đi rồi. Ơ, ơ, sao? Làm đó sao? Thôi là nó cô đặt. Nó cô đặt. Đây là con cá đây nha mọi người. Mọi người ơi, mẫu ăn nhiều lắm, đang xí cho các mọi người. Đây là trái cây rất là ngon luôn nha mọi người. Trời ơi. Lẩu đã xong rồi mà không có cái đồ múc lẩu. Điện hỏi bà xuống nhà đi cái giá ra. Trời ơi sạch quần luôn rồi. Đem cái giá. Lạc đi. Lúc xương rồi, lúc xương rồi. Lạc nổi đâu, con cá bự quá. Có gì cũng được rồi. Ở đây gan nó kìa. Nó mềm rồi má ơi. Nó mềm rồi.
Con chó nó mừng á. Con chó nó mừng mà con này nó buồn nè. Chó là thì mị luôn, ăn chỉ có cái đuôi thôi. Ăn cũng mời cả nhà vậy cho ăn mình luôn á trời. Ăn đỡ vậy. Nè 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 nè. Mời mở trên kìa, trên trên kìa. Cái thôi không thấy rồi. Cậu. Còn nữa không? Mình lục lại. Ôi trời ơi, thế này thấy quý hoa quá. Quý hoa quá. Nó là hôm nay lần này là hết thiệt rồi đó nè. Không, đâm miệng không? Cái đâm miệng mới ăn được. Cái nãy nó ăn miệng không ăn giải miệng được chưa?